Mình xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm đến chương trình tiếng Anh lớp 11 sách cũ mọi người ha. Rồi, đi vào bài đầu tiên, mình cũng sẽ xem qua cái phần từ vựng ngày hôm nay gồm có gì. Cái chữ này hơi nhỏ mọi người ha, mọi người theo dõi trong sách của mọi người nha. Acquaintance là người quen, apartment là căn hộ, brighten up là làm sáng lên, làm rạng rỡ, constancy là sự kiên định, enthusiasm là lòng nhiệt huyết, nhiệt tình, give and take là cho và nhận, loyalty là lòng trung thành, residential area là khu dân cư, two-sided là hai mặt và unselfishness là sự không ích kỷ. Rồi, bây giờ phần bài đầu tiên của mình là friendship, là tình bạn. Phần bài đọc này bây giờ mình sẽ đọc dịch sơ qua mọi người ha. Working pairs là mình sẽ làm việc theo cặp. Practice reciting the poem on the next page and discuss the questions. What do you think of friend in the poem? Mình sẽ luyện tập mình đọc cái bài thơ ở trang bên cạnh này và thảo luận xem là bạn nghĩ gì về cái tình bạn trong cái bài thơ này mọi người nha. Mình chỉ dịch một cách tương đối ha. When you got down and trouble, khi mà bạn bị xuống tinh thần hoặc là gặp một cái vấn đề, bị phiền á, bị phiền não á, and you need a helping hand, và bạn cần một đôi bàn tay giúp đỡ. And nothing, no, nothing's going right, và không có một cái gì nó đi đúng theo, đúng hướng cả. Close your eyes and think of me, hãy nhắm mắt lại và nghĩ về tôi. And soon I will be there, và sau đó tôi sẽ ở đó. To brighten up, even your darkest night, để mà làm bừng sáng lên ngay cả cái đêm đen tối nhất của bạn. You just call out my name, bạn chỉ cần gọi tên tôi ra, call out. And you know, và bạn biết rằng whenever I am, cho dù có bất kỳ là, cho dù tôi có ở đâu đi chăng nữa đó, I will come running to see you again, tôi sẽ chạy nhanh đến để gặp bạn, gặp lại bạn. Winter, spring, summer or fall, đông, xuân, hạ, thu. And you've got to do this is call, và tất cả những gì bạn cần phải làm là gọi điện thoại thôi. And I will be there, yes I will, và tôi sẽ ở đó, vâng tôi sẽ như vậy. And you've got a friend, và bạn có một cái người bạn đó. Thì một người bạn nó sẽ là như vậy. Và bây giờ mình sẽ cùng đi vô câu bài này mọi người nha. Rồi. Everyone has a number of acquaintances, mỗi người thì có một số lượng người quen. But no one has many friends, nhưng mà không ai thì có nhiều bạn. Người quen, người thân thì có một cái lượng, nhưng mà bạn bè thì không phải là có nhiều. For true friendship is not common, và một cái tình bạn chân thật thì không có phổ biến đâu, không có nhiều. And there are many people who seems to be incapable of it, và có nhiều người thì dường như là không có khả năng về cái việc này, có nghĩa là khả năng có được một cái tình bạn chân thành. For a friendship to be close and lasting, để một cái mối quan hệ được gần gũi và kéo dài, both friends must have some very special qualities, thì cả hai người bạn phải có một vài cái phẩm chất rất là đặc biệt. The first quality is unselfishness, và cái phẩm chất đầu tiên chính là không ích kỷ, cái tính không ích kỷ. A person who is concerned only with his own interest, một cái người mà người chỉ quan tâm đến cái sở thích, cái quan tâm của anh ta, cái sở thích của anh ta, and feelings, và cái cảm giác của anh ta, cannot be a true friend, không thể là một người bạn chân thành được. Friendship is a two-sided affair, tình bạn là một mối quan hệ hai mặt. It lives by give and take, nó được nuôi dưỡng bằng cái cho và nhận. And no friendship can last long, và không một tình bạn nào có thể kéo dài, last là kéo dài. Which is all give on one side and all take on the other, là cái mà một tất cả thì cho bởi một bên và tất cả thì nhận bởi một bên, tức là chỉ có một bên cho và một bên nhận thôi. Constancy is the second quality, và tính kiên định là phẩm chất thứ hai. Some people do not seem to be constant, một số người thì dường như có vẻ là không kiên định. They take up an interest with enthusiasm, họ sẽ có một cái niềm đam mê, một cái gọi là một cái mối quan tâm nào đó với một cái sự nhiệt huyết. But they are soon tired of it, nhưng ngay sau đó thì họ đã mệt mỏi về cái việc đó. And feel attraction of some new object, và họ cảm thấy sự thu hút của những cái đối tượng mới. Đây, không kiên định. Such changeable and uncertain people, những cái người như vậy, cái search này mình dịch là như vậy mọi người ha,
những cái người không kiên định và dễ thay đổi nè. Như vậy, are incapable of a lifelong friendship, không có thể nào có một cái tình bạn kéo dài, lâu dài. Loyalty is the third quality, và cái lòng trung thành á là yếu tố thứ ba, là phẩm chất thứ ba. Two friends must be loyal to each other, hai người bạn phải trung thành, trung thực. To each other, each other là nhau, với nhau. They must know each other so well, và họ cần phải hiểu về nhau thật là rõ. Biết nhau rõ là hiểu nhau rõ. That there can be no suspicion. Để mà không có một cái sự nghi ngờ nào, suspicions là sự nghi ngờ nào ở giữa họ. We do not think much of people who readily believe rumors. Chúng ta không nghĩ nhiều về những cái người mà sẵn sàng, readily là trạng từ, sẵn sàng tin vào rumors là những cái lời đồn. And gossip là những cái câu chuyện phím á, about their friends, về những người bạn của họ. Those who are easily influenced by rumors can never be a good friend. Những cái người đó thì rất là dễ dàng bị ảnh hưởng. Đây, cái này là câu bị động rồi ha. Thì cái này bị ảnh hưởng một cách dễ dàng. Thì cái easily này chính là trạng từ bổ nghĩa cho cái động từ này, bị ảnh hưởng một cách dễ dàng. Bởi những cái lời đồn thì không bao giờ có thể là một người bạn tốt. Trust is perhaps the fourth quality. Và sự tin tưởng có lẽ là cái phẩm chất thứ tư. There must be mutual trust between friends. Phải có một cái sự tin tưởng. Cái mutual này rất hay nè, là lẫn nhau bạn ha. Nó là một cái tính từ. Đứng trước cái danh từ trust này, bổ nghĩa vô có nghĩa là sự tin tưởng lẫn nhau giữa những người bạn. So that each can feel safe. Để mà each là mỗi người có thể feel, là cảm thấy safe, an toàn. When telling the other his or her secrets. Khi mà nói với người kia, the other là người kia, bí mật của anh ấy hoặc là cô ấy. There are people who cannot keep a secret. Có những người mà họ không thể giữ được bí mật, either of their own or of others. Chỗ này ha, phân tích kỹ một chút xíu. Ngay cả là của bản thân họ hay là của người khác. Đây, their own thì mình dễ hiểu rồi, của riêng bản thân, or of, hay là của những người khác. Những người khác đây giống như đại từ sở hữu nè. Người ta phải ngay chỗ này, mọi người nhà phải ngay chỗ này. Thì cái phần others, bản thân của nó đã có S rồi, bởi vì cái này là những người khác, thì mình không thêm một cái S sở hữu cách đằng sau này nữa. Mình chỉ cần, nếu như ở đây mà có S sẵn rồi, là số nhiều sẵn rồi, thì mình phải thôi. Còn nếu ở đây mà không có S, ví dụ như là mình learn secret, thì là sau dấu phẩy là có S và secret, ví dụ vậy đó. Cái này mọi người tìm hiểu kỹ thêm về sở hữu cách đối với danh từ số nhiều. Such people will never keep a friend long. Những người như vậy, lặp lại ha, such people là những người như vậy, chữ này cũng rất là hay, sẽ không bao giờ giữ được một cái tình bạn lâu dài. Lastly, và cuối cùng, there must be a perfect sympathy between friends. Phải có một cái sự đồng cảm hoàn hảo giữa những người bạn. Sympathy with each other's aim like joy, sorrow, pursuits and pleasures. Cái sự đồng cảm với nhau về cái gì, mục tiêu của người kia, cái sự ý, cái sở thích nè, cái niềm vui. Sorrow là cái nỗi đau. Pursuits là cái sự theo đuổi, về đam mê, về ước mơ, về sở thích. Pleasure là cái niềm, gọi là cái sự thoải mái, hay cũng có thể là niềm vui. Where such mutual sympathy does not exist. Cái nơi nào mà cái sự đồng cảm lẫn nhau không tồn tại, friendship is impossible, thì tình bạn là không thể, không có khả năng. Đó, thì đây là một cái bài rất là hay mọi người. Nghĩa là không chỉ tồn tại trong tình bạn mà trong nhiều mối quan hệ khác, để mà nó giữ được cái mối quan hệ thật là tốt đẹp lâu dài thì đều cần phải có những cái yếu tố như vậy. Phần tiếp theo mình sẽ làm là điền những cái từ này vào những câu đây. Quan trọng nhất là đọc và dịch được chính xác thì mình sẽ làm được phần này dễ. Rồi, đây là những cái từ trong bài đã có, mọi người nhìn qua ha là thấy. Rồi, dịch sơ qua nha. Good friendship should not be based on understanding. Một cái tình bạn tốt thì nên dựa vào cái gì đó, sự hiểu biết gì đấy, cái sự hiểu nhau gì đó. The children seem to be working quietly by themselves. Những đứa trẻ thì dường như là sao đó, nó chỉ làm việc một cách yên lặng, tức là làm việc thầm lặng, bởi bản thân nó tự làm việc một cách thầm lặng. He is an gì đó man, anh ấy là một người đàn ông gì đó. He always helps others without thinking of his own benefit. Anh ấy luôn luôn giúp đỡ người khác mà without là không nghĩ về cái lợi ích riêng của mình. 4 là 1,
là một cái người mà simply knows, một cái người mà đơn giản họ biết rằng một cái gì đó, là một cái người with whom who has a deeper relationship, mà với họ có một cái mối quan hệ sâu sắc. You can't always exist on your own way. There has to be some. Bạn không thể luôn luôn mà chỉ có gọi là dựa vào, có nghĩa là vào chính cái vào mình cứ kiên quyết với cái cách riêng của mình. Còn cái này là có thể là có một vài cái gì đó ở đây. Đừng quá cái tin tưởng chỉ riêng vào bản thân mình thôi nhé. Despite many changes in his life, mặc dù có những cái sự thay đổi trong cuộc đời anh ấy, he remained, anh ấy vẫn giữ được cái gì đó, his working principles, nguyên tắc làm việc của mình. He started to get, anh ấy bắt đầu có được cái gì đó. When she told him that she had been to Britain for many times. Khi mà cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy phải đến Anh, đến nước Anh. Khi, cô ấy đã đến Anh một vài lần. Đó. Tức là anh ấy bắt đầu như thế nào khi mà cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy đã đến Anh được một vài lần rồi. Ok, và sau đây mình sẽ chọn cái câu ABCD nào mà nó tóm tắt một cách là hợp lý nhất cho ý tưởng của cả đoạn văn này. Thì A là, ở đây có một cái câu rất là hay, câu này người ta cũng là một cái câu nói mà mình hay nghe nè. A friend indeed is a friend indeed. In need is a friend indeed. Tức là hiểu là một cái người bạn mà giúp mình trong khi mình gặp khó khăn là một cái người bạn thực sự. Mình hiểu như vậy á, giống như khó khăn mới biết được ai là bạn á. Thì cái in need này có nghĩa là khi mình cần giúp đỡ. Một cái người bạn mà khi mà mình cần sự giúp đỡ thì đó là một cái người bạn indeed thật đã thật như vậy. Thứ hai là condition of true friendship, là những điều kiện của một cái tình bạn một cái tình bạn thực sự. Features of a good friend, và đặc điểm của một người bạn tốt. Friends and acquaintances là những người bạn và những người họ hàng. Thì mình chọn ra cái nào mà nó mô tả đúng nhất. Và những cái câu hỏi này thì cũng khá là dễ dịch mọi người ha. Người ta hỏi yếu tố thứ nhất, thứ hai, thứ ba của một cái tình bạn là gì. Những phần từ sau này thì trong bài hầu như đã có rồi. Cho nên là mình sẽ không có dịch phần này nữa. Sau đó thì mình sẽ thảo luận về tại sao chúng ta cần những cái người bạn ha. Ra mình nói thảo luận cùng với bạn bè của mình. Tiếp theo qua phần speaking thì mình sẽ nhìn vào những người dưới đây và mình mô tả cái physical characteristic, là cái đặc điểm về bên ngoài. Thì những cái từ mà sẽ giúp mình mô tả người sẽ có là height, là chiều cao, tall, medium, short, cao, bình thường, cao vừa đó, và thấp. Face là khuôn mặt, square là vuông, large là lớn, oval là hình oval. Forehead là cái trán của mình đó, broad hay là high, rộng hay là cao, chán rộng, chán cao. Nose là mũi, straight là thẳng, crooked là mũi cong. Hair là tóc, black và gray là đen hay là xám. Appearance là cái diện mạo bên ngoài, là handsome, đẹp trai. Beautiful là xinh đẹp. Good looking là dễ nhìn ha. Rồi, can you describe the man in the picture? Bạn có thể mô tả người đàn ông trong bức tranh được không? The man is tall, người đàn ông này cao. He has got a square face and crooked nose. Ông ấy có cái khuôn mặt vuông và một cái mũi cong. Đây, mặt vuông nè mọi người, mũi này mũi cong nè. Rồi, thì mình sẽ can you describe cái gì đó, the man, the woman hay the children hay là gì đó trong bức tranh ha. Rồi, sau đó mình làm việc theo nhóm, sẽ thảo luận nè và đánh số theo những cái đặc điểm tính cách theo thứ tự về tầm quan trọng trong một cái tình bạn. Ví dụ đặc điểm tính cách mình là caring, là quan tâm chăm sóc nè. Hospitable là chu đáo nè. Hospitable dễ chịu. Modest là khiêm tốn. Sincere là chân thành. Generous là rộng lượng. Honest là cũng là tính cách thật thà. Helpful là hay giúp đỡ. Understanding là hiểu nhau. Đồng cảm. Pleasant là thoải mái, tính cách thoải mái. Thì mình sẽ xem thứ tự, mình thảo luận với bạn xem cái nào quan trọng nhất ha. Tiếp theo mình sẽ role play, là đóng vai, nói về một người bạn nổi tiếng. Journalist và interviewee, tức là một cái phóng viên và một người được phỏng vấn. Phóng viên thì có vai trò là you're interviewing the interviewer about a friend of his or hers who has just won the first international prize in mathematics. Bạn đang phỏng vấn một cái người về bạn của anh ấy hoặc cô ấy mà người vừa mới thắng cái giải nhất trong cuộc thi toán quốc tế. Và còn đối với người được phỏng vấn thì sao?
You have a friend whom you admire greatly. Bạn có một người bạn mà cái người bạn rất là ngưỡng mộ. He, she has just won the first international prize in mathematics. Anh ấy hoặc cô ấy vừa mới thắng được một cái giải nhất trong cuộc thi toán quốc tế. You're being interviewed by a journalist about him or her. Và bạn đang được phỏng vấn về anh ấy hoặc cô ấy bởi người phóng viên. Thì đây là những cái mà mình sẽ phỏng vấn mọi người ha. Trước khi bạn bắt đầu thì mình sẽ tùy thuộc vào cái profile, là cái sơ yếu lý lịch đó, cái thông tin của người bạn đó, và sử dụng những cái gợi ý dưới đây để hỏi và trả lời. Đầu tiên là tên nè, ngày tháng năm sinh, ngoại hình, sở thích và tính cách. Thêm một vài câu hỏi, ví dụ như là tại sao cô ấy hoặc anh ấy thích môn toán, và họ đã dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày để cho cái môn toán này, và điều gì làm cho anh ấy hoặc cô ấy là một cái người bạn tốt, trở thành một người bạn tốt, và điều gì làm cho anh ấy hoặc cô ấy thành công, và những gì mà anh ấy cô ấy làm trong thời gian rảnh. Đó là những thứ mà mình sẽ hỏi. Và một số cái cụm từ hữu ích mình sẽ dùng là cái personality á, là về cái tính cách, thì sẽ có friendly, thân thiện, humorous, hài hước nè, hoặc là nhanh nhẹn nè, hoặc là tính cách tốt, hay giúp đỡ, hoặc là thân thiện, chân thành, ví dụ như vậy. Rồi hoặc là làm sao mà anh ấy hoặc cô ấy thắng cái giải này thì là do chăm chỉ nè, thông minh nè, và có nghĩa là kiên trì theo đuổi môn toán thôi, và rất là ham học hỏi hay là kiên nhẫn hoặc là đó. Thì tất cả những cái này mình chỉ cần dò ra là được mọi người ha. Học thêm được những cái từ vựng như thế này thì nó rất là hay, và làm cho cái trình độ tiếng Anh của mình cao lên nhiều. Bình tĩnh, calm nè. Listening. Trong phần nghe này thì trước khi mình nghe, mình sẽ hỏi và trả lời những câu hỏi sau đây. Ai là người bạn thân của bạn, và cái chuyện gì đã xảy ra để mà bạn và cái người đó gặp nhau, và bạn và những các bạn đã biết nhau được bao lâu rồi, và những cái đặc điểm nào về tính cách, tức là phẩm chất nào mà bạn ngưỡng mộ ở người bạn thân của mình. Đấy. Sau đó mình sẽ nghe và lặp lại những cái cụm từ này mọi người ha. Đấy. Đối với những cái từ này nè, thì mình có thể lên Google, mình đánh mình nghe được bình thường ha. Apartment building, guitarist, motorbike, around, favorite, sense of humor. Còn bây giờ mình sẽ nghe một về Lan và Long cùng nói về người bạn thân, và hãy nghe xem sau đó hoàn thành cái đoạn cái yêu cầu ở dưới đây. Thì trước khi mình nghe, khi nào mình cũng cần nên biết là mình sẽ nghe về cái gì, bằng cách mình sẽ xem yêu cầu trước. Thì cái phần này là true false mọi người ha, dịch sơ qua nha, để khi mình nghe mình hình dung được nè. Đối với phần nói của Lan thì Hà và Lan là share an apartment in Nguyễn Công Trứ residential area in Hà Nội. Họ share apartment tức là chia sẻ cái căn hộ á, tức là ở ghép á, ở cái khu dân cư Nguyễn Công Trứ ở Hà Nội. Lan think that Hải Phòng people are unfriendly. Lan thì nghĩ rằng cái người Hải Phòng thì không có thân thiện. Lan spent 2 days in Đồ Sơn. Lan đã trải qua 2 ngày ở Đồ Sơn. Lan took Lan to Đồ Sơn on her motorbike. Hà đã đưa Lan đến Đồ Sơn trên bằng xe máy. Hà introduced Lan to a number of her friends there. Hà đã giới thiệu Lan cho những người bạn của ấy ở đó. Hà and Lan have been friends since Lan's trip to Đồ Sơn. Hà và Lan đã trở thành những người bạn từ cái chuyến đi đến Đồ Sơn đó. Còn đối với Long thì sao? Minh và Long là bạn từ lúc còn đi học. Long là một cái người chơi đàn guitar. Long thì thích cái tính cách sense of humor, là hài hước của Minh. Họ có rất là nhiều thứ in common, giống nhau. Và Minh luôn luôn giúp Long thoát ra khỏi những cái khó khăn. Với những cái khó khăn thì mình cũng từ bài nghe đó mà mình viết là về cái suy nghĩ là mình viết là cái cách mà họ đã gặp nhau của Lan và Long nè, và tại sao họ thích cái người bạn của mình, của Lan và Long luôn. Đó, cái này có nhiều điểm chung mọi người ha, có nhiều thứ giống nhau, ta là có nhiều điểm chung. Bây giờ mình sẽ cùng nghe. English 11, Unit 1, Friendship, Part C, Listening. My best friend is her. We've been friends for a long time. We used to live in Nguyen Công Trung residential area in Hanoi.
Her family moved to Haiphong in 1985. It is said that Haiphong people are cold, but Ha is really, really friendly. I first started to get to know her when I was going on a 2-day trip to Don Son last year and I didn't know anybody there. I gave Ha a ring and she was so friendly, she said, "Oh, I'll come over to visit you." So she rode on her motorbike to Don Son and 20 minutes later she was there. She stayed with me for 2 days. She happened to know a lot of people there, so she introduced me around, and we've been best friends ever since. My best friend is Ming. We met in college. I was there singing, and Ming was a guitarist, so we worked together a lot. Ming has a great sense of humour. He's very, very funny, and that's one of my favourite things about him. And over the years, we've been through good times and bad times with each other. And that's one of the things I like best about him. And we have a lot of the same interests. We like to go to plays and movies together. But when we're going through a rough time, he's really a good friend. He's a very good listener, and he always helped me through. Rồi sau khi mình nghe thì mình sẽ cùng đổi vai lại để nói về cái việc mà Hà là cái người bạn thân của Lan và như thế nào, và Long là một người bạn thân của mình như thế nào. Tức là làm sao để họ trở thành những người bạn như vậy. Rồi qua phần writing, phần viết nè, mình viết về một người bạn. Real imagine, người bạn thật hoặc là người bạn trong tưởng tượng đều được. Và theo sau, theo những cái gợi ý sau nè: give your friend's name, age, sex, and home address, when and where you met him or her. Hãy đưa ra tên là tuổi này, sex, hôm bữa mình có nói một lần là giới tính nè, và địa chỉ nhà, và cái nơi nào và khi nào mà bạn và anh ấy hoặc cô ấy đã gặp nhau, và mô tả về cái đặc điểm bên ngoài như là chiều cao, tóc, mắt, mặt, mũi và quần áo, cũng như là cái tính cách của họ. Mọi người nhớ đây là hai cái khác nhau, personality, tính cách, còn cái này là physical characteristic, là cái ngoại hình bên ngoài. Và mình hãy giải thích tại sao là mình thích anh ấy hoặc là cô ấy. Ok, qua phần language focus, mình sẽ đi vào âm tr và âm ch ha. Rồi, mình thấy rằng cái ký hiệu này trong phiên âm rất là nhiều ha. Âm này là âm tr, mình đọc giống kiểu tr nặng của Việt Nam á. Còn âm này là âm tr này, giống kiểu tr nhẹ. Thì cái viết mà cho âm này thì cũng đều là âm ch hết. Còn có cái âm này thì nó rất đa dạng. Đầu tiên là chữ J nè, rồi chữ G, E nè, ví dụ như vậy nè, rồi chữ G, ví dụ như vậy. Bây giờ cái cách đọc là âm ch nặng, mình đọc jam là mất, joke là đùa giỡn, January tháng 1, January, dangerous, âm ch này mọi người hay, dangerous, nguy hiểm, passenger, hành khách, và village là ngôi làng. Còn đây là âm ch, children, children, trẻ em, changeable, dễ thay đổi, cheese, phô mai, mutual, đây mình không thấy chữ CH nhưng chữ T này được phát âm, được phiên âm thành cái này, mutual, lẫn nhau, church. Đây có hai âm chờ luôn mọi người ha, chờ đầu, chờ cuối luôn nè, church, ch, là nhà thờ, which là cái nào. Thì đó, mình sẽ luyện dựa vào những cái âm đó, mình coi xem ở phần dưới này nè, là cái chữ nào mình gạch chân ra trước mọi người để mình lưu ý á. Ví dụ church nè, có âm này, âm 1 nè, mình 2 nè, mình giả bộ, mình đánh số vậy cho dễ ha. Village là 1 nè, bridge là 1 nè, jam là 1 nè, enjoy 1 nè, drop 1 nè, joke 1 nè. Now which này là 2 nè, picture 2 nè, cheer try 2, change 2 nè. Nó phân theo câu 1, 2 luôn mọi người ha. Với mình đọc church outside the village, there's a bridge. Đó, Jane always enjoys George's jokes. Two jeeps went over the edge of the bridge. Đó, nhiều lắm. Người ta cố ý, người ta để vô những cái từ đó để cho mình luyện tập phát âm ha. Rồi thì mọi người luyện tập phát âm và dịch những cái này ra ha. Tiếp theo phần ngữ pháp của mình á, thì mình thấy rằng ở đây là infinity with to và without to, tức là động từ nguyên mẫu có to và không to. Thì mình cùng xem trường hợp có to là như thế nào nè. Xem vào cái câu ví dụ ở đây. Ở đây là chia động từ dạng đúng ha. Theo thì là hiện tại đơn.
Thì mình thấy rằng nè, chú ý một chút mọi người nha. Train, cat, she have a. Thì ở đây á, mình có put word in order là mình sắp xếp từ. Ở đây người ta đảo lộn rồi. Thì khi bây giờ người ta sắp xếp lại và người ta sẽ sử dụng chữ to vào trong đây, thì một cái rất là đơn giản, đó chính là mình sẽ để to trước cái động từ chính. Là she has a train to catch. Cô ấy có một con tàu để bắt, tức là cô ấy phải bắt tàu đó. Thì mình thấy là she nè, have a thì mình phải đổi thành has do để nó phù hợp với chủ ngữ này. A train to catch, có một cái gì đó để làm gì đó. Thì cái to verb này là mình diễn tả là cái mục đích mình muốn làm gì, tức là để làm gì. Ví dụ câu này nó càng rõ hơn nè. Đây, đảo lộn này ha. There is a lot of housework. Có rất là nhiều việc nhà to do, để làm. Đó, có nhiều việc nhà để làm. Có nhiều cái gì đó để gì, có cái gì đó để gì đó mọi người ha. Đó. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ nhìn who something it wants. Để làm được cái phần này á thì mình cứ dịch từng chữ. Ai cái gì đó anh muốn. Tức là ai đó muốn cái gì đó để ăn. Who wants something to eat? Mình phải thấy rằng giữa cái động từ want và is này nè, khi mình dịch cái câu ra thì nó sẽ phải là cái chữ eat mới là động từ chính mọi người ha. Ai muốn cái gì đó đó để ăn thì là to eat mọi người ha. Đó. Hoặc là letter, bức thư, tôi viết một vài có. Thì là có nghĩa là tôi có một vài bức thư phải viết, để viết. I have some letters to write. Writing là động từ chính nè. Hoặc là delighted là vui. Nghe tôi tin tức, tức là tôi vui khi mà nghe tin tức. I, be này chia là am. Delighted là tính từ nè, vui nè. To hear the news, khi mà nghe tin tức. Đó, đó là cái cách làm của mình nha. Xác định động từ chính, dịch hết tất cả những cái từ này ra và hình dung một cái câu đúng nghĩa. Đó, rồi sau đó mình to verb vào động từ chính là xong. Là đơn giản vậy thôi. Phần còn lại mình để cho mọi người làm nha. Phần thứ hai là with vào to nè, không có to nè thì mình dùng như thế nào? Nhìn vào ví dụ nè, họ về nhà trễ. Thì cái câu người ta muốn mình làm sẽ có từ là he saw, anh ấy nhìn thấy. Và cái câu viết lại là anh ấy nhìn thấy họ về nhà trễ. Ở đây là muốn mô tả một cái người khác nhìn thấy một cái hành động nào đó. Thường cái này sẽ được giải thích, đó là người ta nhìn thấy xuyên suốt một cái hành động luôn. Thì cái chỗ này sẽ là động từ nguyên mẫu. Còn nếu như người ta chỉ nhìn thấy một phần hành động trong đó, tức là nhìn thoáng qua cái thấy cái hành động như vậy thôi mà không phải thấy toàn bộ quá trình, thì ở đây sẽ là verb in. Tuy nhiên ở đây mình không có đào sâu quá về phần đó. Nếu như mà mọi người đang học hoặc là đang có gặp cái gọi là vấn đề nào về cái đó, thì cái phần này mọi người có thể lưu tâm thêm. Nhưng mà riêng đối với cái bài ngày hôm nay thôi, thì mình chỉ cần hiểu đơn giản rằng mình nhìn thấy ai đó làm một cái hành động gì đó thì mình chỉ cần V0, tức là động từ nguyên mẫu không to là được. Đây là cái động từ nguyên mẫu nè, người ta chia quá khứ đơn nè. Thì sau cái chữ saw này là nhìn thấy. Những cái động từ người ta sẽ thường là nghe, nhìn, những cái động từ gọi là về giác quan á. Nhìn thấy, nghe thấy, chú ý thấy nè, cảm thấy nè. Đó, thì mình sẽ đưa về V0. Một cái từ nữa là cô ấy không muốn ở lại đó vào cuối tuần. They made her, họ này, họ buộc cô ấy nha, họ bắt cô ấy đó. Họ bắt cô ấy ở lại vào cuối tuần. Thì cái chữ stay này nó đã được đưa về nguyên mẫu. Đây là động từ chính trong câu nè. Thì sau cái chữ made someone, thường nó sẽ có là chủ từ, rồi tới cái động từ mà dạng chữ giác quan, hoặc là mình coi là động từ thứ nhất, rồi đến một cái object là một cái tên ngữ. Tức là mình nhìn thấy ai đó, tức là cái ai đó đó, thì nó sẽ là có người, thì object mới đúng mọi người ha, là cái tên ngữ. Mình có làm một bài về tên ngữ, mọi người thử xem để hiểu về những cái khái niệm này, nó rất quan trọng. Sau đó đến về không. Rồi bây giờ đi vô làm nha. They got out of the car, họ đi ra, họ ra khỏi cái xe hơi. Thì cái người cảnh sát nhìn thấy, thì mình hiểu rằng cái người cảnh sát nhìn thấy họ ra khỏi xe hơi. Bắt đầu nè. The police watch, mọi người nhìn kỹ nha. Cái phần này thì mình ghi là y chang, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà đến cái object này, khi mà nó là tân ngữ, mình không thể là they được nè ha. Mình không thể để chữ they, they nó sẽ là chủ ngữ. Mình khi mình chuyển thành tân ngữ nó phải là them nha. Mình nhớ phải chuyển, ví dụ như nè,
He saw them nè, they thành them nè, she thành her nè, them. Sau đó động từ chính của cái câu này là gì? Là get out. Mình phải đưa về nguyên mẫu. Đây là chia thì quá khứ đơn. Mình đưa về nguyên mẫu của got là get out of the car. Bình thường ha. Tiếp theo, họ cho phép anh ấy viết một cái lá thư cho vợ anh ấy. Thì ở đây là they let. Họ để. Để, tức là để cho ai làm gì đó. Thì bây giờ mình sẽ ghi lại cái này xuống đây. Bình thường, they let. Họ cho phép ai? Họ để cho ai? Để cho him ha. Him. Him này vẫn giữ nguyên. Rồi xong, sau đó là đến V0. V0 là động từ chính của mình sẽ là chữ write này. Thì mình viết giống như vậy luôn. Tại cái này là siêu verb, nó nguyên mẫu sẵn rồi nè. Mình phải tự biết cái động từ nguyên mẫu của nó là gì ha. To write a letter to his wife, bình thường nha. Tiếp, họ nói chuyện ở trong cái phòng kế bên. Tôi nghe. Thì mình hiểu rằng tôi nghe họ nói chuyện ha. Tôi nè. Đây là đã nghe ha, chưa thì có khứ đơn. Thì mình cứ đưa xuống thôi. Đây tiếp tục phải chuyển thành đâm ha. Không được để là đây, phải là tân ngữ. Tôi nghe họ nói chuyện. Cái talk này đang ở quá khứ chưa. Thì quá khứ đơn mình cần phải đưa về dạng động từ nguyên mẫu, tính là talk này mọi người nha. Talk in the next door, bình thường. Là một câu cuối cùng nữa nha. The customer officer told him to open the briefcase. Tức là cái người nhân viên hải quan nói với anh ấy là hãy mở cái vali ra. Đây là nhân viên hải quan nè. Thì cái nhân viên hải quan bắt buộc yêu cầu á, yêu cầu đó. Thì the custom viết lại nguyên mẫu luôn, y chang tới chữ met này. Met ai? Bắt anh ấy, yêu cầu anh ấy là him. Tiếp theo cái động từ nguyên mẫu là mở ra thì là open. Mình phải xác định được động từ nguyên mẫu. Rồi, the briefcase, bình thường ha. Đó là hai cái kiến thức về động từ nguyên mẫu có to và động từ nguyên mẫu không to. Đây là chương trình lớp 11 của chúng ta thì có như đây thôi. Từ mới khá là khó hơn, nhưng mà nó mới có thể đảm bảo được kiến thức cho mình thi đại học được. Cho nên là mọi người sẽ cố gắng ha, để mà hiểu bài và học thuộc được những cái từ vựng cũng như là ứng dụng những cái kiến thức này. Có bất kỳ câu hỏi gì thì mọi người cứ để ở phần comment bên dưới nha. Và mình xin chào mọi người.